Nghệ sĩ Trần Nam Anh qua đời ở tuổi 59, diễn viên Việt đau buồn tiễn biệt. Sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Nam Anh khiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vô cùng bất ngờ. Tối ngày 20 tháng 10 vừa qua, người thân của nghệ sĩ Nam Anh xác nhận với dinh ông đã qua đời vào lúc 17 giờ 45 phút tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian điều trị bệnh. Thông tin này đã làm cho nhiều nghệ sĩ không khỏi bất ngờ và nghẹn ngào. Vì cố nghệ sĩ còn là giảng viên bộ môn tiếng nói sân khấu của Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận được tin, dàn sao Việt đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn tới người thầy đáng kính. Khi sinh thời, ông là thầy giáo của các nghệ sĩ nổi tiếng như Ngọc Lan, Lê Phương, Quý Bình, Việt Hương, Đại Nghĩa, Thu Trang. Tiếc cưng nhớ về kỷ niệm xưa với cố nghệ sĩ Nam Anh, thầy ra đi thanh thản nhé thầy. Em luôn nhớ đến thầy đã dạy và sửa từng chữ ngọc hiệu của em để được tròn vành rõ chữ như ngày hôm nay. Lê Phương không khỏi nghẹn ngào, em may mắn được thầy dạy dỗ, ký ức đó theo em suốt đời. Em biết ơn, luôn cảm ơn thầy, thầy mãi trong tim với vô vàn yêu thương. Kính tiễn thầy. Ngọc Lan khẳng định nhờ có thầy Nam Anh mới có cô của ngày hôm nay, vốn dĩ là đứa không được đào tạo từ trường lớp nên mình rất dở về thoại. Thế là mon men đi đăng ký học lớp lồng tiếng bên trung tâm điện ảnh Sake và người đứng lớp là thầy. Thầy nói với các học trò rằng thầy là người Huế. Giọng giặc Huế nhưng thầy có thể nói hoàn toàn giọng Sài Gòn là do thầy cố gắng. Mình nhớ hoài câu đó nên mình cố gắng rất nhiều và sau đó mình đã có thể tự lồng tiếng cho vai mình và phim đầu tiên tự lồng là Kiều Nữ và Đại Gia. Mình có nhờ thầy xem phim và nhận xét, thầy cũng chê nhiều lắm vì rõ ràng vẫn chưa tốt, nhưng sau một thời gian thầy nói với mình rằng con giỏi. Mình vui và tự tin lên nhiều, có được Ngọc Lan ngày hôm nay là cũng do thầy dạy. MC Đại Nghĩa cho biết dù được nhiều học trò đề nghị giúp đỡ, nhưng thầy vẫn quyết định từ chối khi em đề nghị hỗ trợ thầy một việc để cuộc sống của thầy được tiện nghi hơn. Thì thầy nhẹ nhàng từ chối dù lòng của em và những đứa học trò khác luôn tha thiết được làm điều gì đó cho thầy. Lễ tang của cố nghệ sĩ được bắt đầu vào chiều ngày 21 tháng 10 tại chùa Ấn Quang ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ di quan sẽ diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 10, đồng thời thi hài của ông được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.